Hi friend, today I would like to share with you about a topic of campaign. What is the purpose of campaign? It to get those who agree with the idea to support them when running for political position. The message often consists of several talking points about policy issues. The points summarize the main idea of the campaign and are repeated frequently in order to create a lasting impression with the voter. What is the meaning of campaign? A campaign is any series of action or event that aims to achieve a particular result, like an advertising campaign of television commercial, an internet ad that tries to convince kids to buy bundle gum flavored toothpaste. The goal of a political campaign is to put candidates in office. What does a campaign include? Marketing campaign promotes products to different type of media, such as television, radio, print, and online platform. Campaigns are not solely reliant on advertising and can include demonstration, video conferencing, and other interactive techniques. What is in a campaign plan? Campaign plan is a plan to achieve objectives, usually of large scale over an extended period of time. It usually coordinates many activities and use resources involve multiple organizations. They often begin with an assessment of the situation to put a plan in the context. What are the elements of campaign? The six essential elements of successful marketing campaign. Number one, the target. Probably the most overlooked but most important step in the process of planning a marketing campaign is defining your audience. Number two, the lead. Number three, the value proposition. Number four, the offer call to action. Number five, delivery methods. Number six, follow-up. How do you run a campaign? Run your campaign. Step one. Step one, identify your issue. Think about one more community that you are part of. Step two, set your goal. Step three, become an expert. Step four, create a resource pool. Step five, know your opponents. Step six, plan a success. Step seven, campaign started and getting your message across. What is reactive campaign? A reactive concept is an overreaching big idea that captures audience interest, influence their emotional response, and invite them to take action. It's unifying theme that can be used across all campaign messages, call to action, communication channel, and audiences. Why important to campaign? Campaign are very important part of your work as a community activist. Campaign often main way that you interact with the public and get your organization message out to people. You can use campaign to mobilize and involve people in your work. How do you create campaign plan? Inspired by the new guy, here are 6 key steps to put your campaign plan together. Number one, define the victory. It's important that everyone agree on the core goal of your campaign. Number two, evaluate the campaign climate. Number three, check of the cost. Number four, choose your influence strategy. Number five, message for impact. Number six, manage your campaign. Remember, subscribe to see the next video. Thank you. Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của chiến dịch. Mục đích của chiến dịch là gì? Đó là để được những người đồng ý với ý tưởng của họ để hỗ trợ họ khi tranh cử cho một vị trí chính trị. Thông điệp thường bao gồm một số điểm nói về các vấn đề chính sách, các điểm tóm tắt các lý tưởng chính của chiến dịch và được lặp lại thường xuyên để tạo ấn tượng lâu dài với cử tri. Ý nghĩa của chiến dịch là gì? Một chiến dịch là bất kỳ loạt các hành động hoặc sự kiện đó có nghĩa là để đạt được một kết quả cụ thể, giống như một quảng cáo chiến dịch, quảng cáo truyền hình và quảng cáo internet mà cố gắng để thuyết phục trẻ em để mua bong bóng kẹo cao su, mùi kem đánh răng. Mục tiêu của một chiến dịch chính trị
là đưa một ứng cử viên vào văn phòng. Một chiến dịch bao gồm những gì? Các chiến dịch tiếp thị quảng bá sản phẩm thông qua các loại phương tiện khác nhau, chẳng hạn như truyền hình, đài phát thanh, in ấn và các nền tảng trực tuyến. Chiến dịch không chỉ phụ thuộc vào quảng cáo và có thể bao gồm các cuộc biểu tình, hội nghị video và các kỹ thuật tương tác khác. Có gì trong một kế hoạch chiến dịch? Kế hoạch chiến dịch là một kế hoạch để đạt được mục tiêu, thường là ở quy mô lớn trong một khoảng thời gian dài. Nó thường phối hợp nhiều hoạt động và sử dụng tài nguyên liên quan đến nhiều tổ chức. Họ thường bắt đầu với việc đánh giá tình hình để đưa kế hoạch vào một bối cảnh. Các yếu tố của chiến dịch là gì? 6 yếu tố cần thiết của một chiến dịch tiếp thị thành công. Số 1, mục tiêu. Có lẽ bước bị bỏ qua nhất nhưng quan trọng nhất trong quá trình lập kế hoạch cho một chiến dịch tiếp thị là xác định đối tượng của bạn. Số 2, danh sách. Số 3, đề xuất giá trị. Số 4, ưu đãi kêu gọi hành động. Số 5, phương thức giao hàng. Thứ 6, theo dõi. Làm thế nào để bạn chạy một chiến dịch? Bước 1, xác định vấn đề của bạn. Hãy suy nghĩ về một trong những cộng đồng mà bạn là một thành phần của. Bước 2, đặt mục tiêu của bạn. Bước 3, trở thành một chuyên gia. Bước 4, tạo nhóm tài nguyên. Bước 5, biết đối thủ của bạn. Bước 6, lập kế hoạch để thành công. Bước 7, chiến thuật chiến dịch và nhận thông điệp của bạn trên khắp. Chiến dịch sáng tạo là gì? Một khái niệm sáng tạo là một lý tưởng bao quát, thu hút sự quan tâm của khán giả, ảnh hưởng đến phản ứng cảm xúc của họ và truyền cảm hứng cho họ hành động. Đó là một chủ đề thống nhất của có thể được sử dụng trên tất cả các thông điệp chiến dịch, lời kêu gọi hành động, kênh liên lạc và khán giả. Tại sao nó quan trọng đối với chiến dịch? Chiến dịch là một phần rất quan trọng trong công việc của bạn với tư cách là một nhà hoạt động cộng đồng. Chiến dịch thường là cách chính mà bạn tương tác với công chúng và đưa thông điệp của tổ chức của bạn đến mọi người. Bạn có thể sử dụng các chiến dịch để huy động và lôi kéo mọi người theo cộng việc của bạn. Làm thế nào để bạn tạo một kế hoạch chiến dịch? Lấy cảm hứng từ hướng dẫn mới. Đây là 6 bước chính để kết hợp kế hoạch chiến dịch của bạn với nhau. Số 1, xác định chiến thắng. Điều quan trọng là mọi người đều đồng ý về mục tiêu cốt lõi hoặc mục tiêu của chiến dịch của bạn. Số 2, đánh giá khí hậu chiến dịch. Số 3, biểu đồ khoa học. Số 4, chọn chiến lược ảnh hưởng của bạn. Số 5, thông điệp của tác động. Số 6, quản lý chiến dịch của bạn. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.